dòng mic KTV dây niền, ông hát bà khen, hàng xóm thèm, bên Huấn Audio còn một ít để mời anh em. Với dòng mic KTV thì có rất nhiều cái điểm cộng. Thứ nhất là dây nó niền, anh em, dây nó niền luôn. Niền không có nghĩa là không xử lý được anh em nhé, xử lý cực kỳ dễ thôi. Đó. Đó, tháo vít ra là nó có thể xử lý rất dễ nếu có sự cố. Dây niền như này thì anh em mình sẽ có cái chắc chắn hơn dây tháo rời. Và sợi dây này có độ dài là 5 mét. Và điểm cộng thứ hai là gì? Nó có một cái tay mạ rất là sáng bóng, đẹp. Và đây, anh em rất là đẹp sáng bóng. Và điểm cộng nữa là gì? Công tắc từ. Anh em nhớ công tắc từ. Và ta sẽ có một cái điểm cộng lớn nhất của nó, đó là gì? Nó sẽ không kén giọng, giọng nam, giọng nữ đều hát được. Anh em nhớ, giọng nam, giọng nữ hay nhà có trẻ nhỏ hát cũng được, không vấn đề gì về kén giọng cả. Với giá thành bán cho một cái mic như này, bên mình sẽ bao ship luôn là 500.000 đồng. Anh em nhé, 500.000 đồng. Mình xin nhắc lại là 500.000 đồng. Và sẽ được bao ship luôn. Còn ít anh em nhé, bác nào có tranh thủ mua về hát karaoke đợt Tết này, liên hệ với bên mình. Mọi thông tin về sản phẩm hoặc anh em muốn sở hữu nó, xin gọi điện trực tiếp cho bên mình qua số máy 0904 61 2323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.